Chào mừng quý vị đến với kênh tin tức hôm nay. Trong bản tin đặc biệt ngày 29 tháng 9 hôm nay, chúng tôi mang đến những thông tin chính trị nóng hổi nhất từ nước Mỹ. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức chấn động sau. Elon Musk vừa đưa ra lời tiên tri gây chấn động, khẳng định rằng nước Mỹ sẽ sụp đổ sau 2 năm, giống như đế chế La Mã nếu Donald Trump không tái đắc cử. Ông chính là hy vọng cuối cùng của quốc gia này. Trong khi đó, các nguồn tình báo quân sự cho biết Tổng thống Trump có thể đối mặt với một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khi máy bay phản lực riêng của ông bị đe dọa bắn hạ. Những diễn biến này đã khiến Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris không khỏi bàng hoàng khi 235 tướng lĩnh và đô đốc quân đội bất ngờ trao cho Trump một thứ vô cùng quan trọng. Cùng lúc đó, giám đốc ICE nổi loạn, phơi bày sự thật gây sốc về chính quyền Biden-Harris, khiến 320 triệu dân Mỹ phẫn nộ đến tột độ. Giữa bối cảnh chính trị hỗn loạn, Trump kêu gọi truy tố Nancy Pelosi liên quan đến giao dịch cổ phiếu đầy nghi vấn, trong khi tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ Nga tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ và các đồng minh. Tất cả những diễn biến đầy kịch tính này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây trên kênh tin tức hôm nay. Và sau đây là phần tin chi tiết. Elon Musk tiên tri trúng động, nước Mỹ sẽ sụp đổ sau 2 năm giống như đế chế La Mã, cho nên Trump là hy vọng cuối cùng. Kính thưa quý vị thân mến, trong một tuyên bố gây trúng động thế giới, Elon Musk đã đưa ra lời tiên tri khủng khiếp. Nước Mỹ sẽ sụp đổ chỉ trong vòng hai năm tới nếu cựu tổng thống Donald Trump không tái đắc cử. Musk so sánh tình trạng hiện tại của Hoa Kỳ với sự suy tàn của đế chế La Mã ngày xưa rất trùng khớp khi các chính sách hiện tại của đảng Dân Chủ đang đẩy đất nước tới bờ vực diệt vong. Musk cảnh báo, lịch sử đã cho thấy các đế chế lớn thường chỉ tồn tại 250 năm trước khi sụp đổ, với Mỹ đã trải qua 248 năm. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của sự kết thúc. Nếu Donald Trump không tái cử, viễn cảnh sụp đổ sẽ là không thể tránh khỏi. Chúng ta đang mất kiểm soát với các giá trị cốt lõi của quốc gia. Cảnh báo này đến sau khi Sở Cảnh sát Minneapolis tuyên thệ cho viên sĩ quan không phải công dân đầu tiên, một người nhập cư Mexico tên là Leslie Vera, và đồng thời bổ nhiệm nữ sĩ quan gốc Somalia đầu tiên. Musk không ngần ngại chỉ trích chính sách này cho rằng nó đang phá hủy bản sắc của nước Mỹ và tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Chúng ta đang lặp lại chính sai lầm của đế chế La Mã khi họ bắt đầu dựa vào những người không phải công dân để bảo vệ đất nước trước khi sụp đổ. Musk phát biểu trên nền tảng X, trước đây là Twitter, ông đặt ra câu hỏi đầy lo ngại. Điều gì sẽ xảy ra khi các sĩ quan không phải công dân này liên quan đến một vụ bạo lực? Liệu chúng ta có chứng kiến thêm những vụ bạo loạn và đổ máu trên đường phố Minneapolis? Với Thế chiến 3 đang cận kề, và sự chia rẽ trong nước ngày càng gia tăng musk đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về tương lai của hoa kỳ nếu trump không trở lại vị trí lãnh đạo theo musk chính phủ hiện tại đang dung túng cho những hành động phi lý từ việc cho phép người nhập cư bất hợp pháp vào lực lượng cảnh sát đến việc hỗ trợ nhà ở miễn phí cho những kẻ vi phạm pháp luật musk kết thúc lời tiên tri của mình bằng một cảnh báo nghiêm trọng nếu donald trump không tái đắc cử nước mỹ sẽ chắc chắn sụp đổ sau hai năm nhưng nếu ông ấy trở lại chúng ta vẫn còn cơ hội cứu vãn và xây dựng lại đế chế này. Liệu lời tiên tri của Elon Musk có trở thành hiện thực? Tương lai nước Mỹ giờ phụ thuộc vào lựa chọn của người dân, đối mặt với sự diệt vong không thể tránh khỏi, hoặc bầu cho Tổng thống Trump để ông ấy giải cứu đất nước này một lần nữa. Bộ Tư pháp truy tố ba người Iran trong vụ tấn công chiến dịch Trump, sự thật gây trúng động. Kính thưa quý vị thân mến, chính quyền Biden lại thêm một lần nữa đứng bên bờ vực của một vụ bê bối an ninh lớn. Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã truy tố ba công dân Iran với cáo buộc xâm nhập chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Những cái tên trong bản cáo trạng Masoud Jalili, Sayed Ali Ahamiri và Yasa Balaghi đều bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là cả ba người này đều được cho là đã làm việc cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một tổ chức khét tiếng thường xuyên vi phạm nhân quyền, chúng sử dụng hàng loạt kỹ thuật tinh vi để xâm nhập vào thông tin số của các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả những người từng giữ các chức vụ quan trọng. Đây không phải là cuộc tấn công đơn thuần vào một chiến dịch chính trị, đây là sự thách thức trắng trợn vào nền dân chủ Mỹ. Tổng trưởng lý Merrick Garland đã phải thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc khi phát biểu, những chế độ độc tài này vốn chà đạp lên nhân quyền của chính công dân mình không có quyền can thiệp vào tiến trình dân chủ của chúng ta. Nhưng liệu phát ngôn của Garland có đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân Mỹ khi chứng kiến an ninh quốc gia bị đe dọa ngay dưới thời chính quyền Biden. Theo tờ Washington Post, Susie Wise, một cố vấn quan trọng của chiến dịch Trump, là một trong những mục tiêu của cuộc tấn công. Nhưng sự việc không chỉ dừng ở đó, các hacker còn nhắm vào Roger Stone và sử dụng email của ông để tiếp tục tấn công đội ngũ chiến dịch của Trump. Điều này cho thấy rõ ràng chiến dịch của Trump đã phải đối mặt với một âm mưu không chỉ từ bên ngoài, mà còn có sự tham gia của những thế lực đang âm thầm gây rối loạn. Stephen Chung, giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump, đã lên tiếng mạnh mẽ. Các quan chức tình báo đã xác định rằng những cuộc tấn công liên tục và phối hợp này đã gia tăng trong vài tháng qua, và các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ Tổng thống Trump và đảm bảo rằng cuộc bầu cử không bị can thiệp thật không thể tưởng tượng nổi, FBI cũng đã phát hiện rằng các hacker Iran đã chia sẻ thông tin nhạy cảm của chiến dịch Trump với chiến dịch của Joe Biden trong tháng 6 và 7 vừa qua. Điều này chỉ càng làm dấy lên nghi ngờ về mức độ liên quan của chính quyền hiện tại đối với những kẻ tấn công này. Báo cáo của FBI nhấn mạnh, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, các tác nhân tấn công mạng của Iran đã gửi email chứa thông tin nhạy cảm không công khai từ chiến dịch của cựu Tổng thống Trump tới những cá nhân có liên quan tới chiến dịch của Joe Biden. Chính quyền Biden Harris đang đứng trước một sự thật không thể chối bỏ, nền an ninh quốc gia và hệ thống bầu cử của chúng ta đã và đang bị đe dọa dưới sự quản lý yếu kém và thiếu trách nhiệm của họ. Trong khi tổng thống Trump luôn cam kết bảo vệ nước Mỹ, sự thật ngày càng rõ ràng rằng chính quyền hiện tại đã thất bại thảm hại trong việc ngăn chặn những mối đe dọa từ nước ngoài và điều đó có thể sẽ tiếp tục nếu không có sự thay đổi quyết liệt sự việc này không chỉ đơn thuần là một vụ tấn công mạng đây là một cuộc tấn công vào nền dân chủ vào sự tự do của nước mỹ và chỉ có tổng thống donald trump cùng đảng cộng hòa mới có khả năng đưa đất nước vượt qua thử thách đầy hiểm nguy này lãnh đạo thực sự tổng thống trump gặp tổng thống ukraine zelensky để bàn cách kết thúc cuộc chiến thưa quý vị thân mến Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình trong việc chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khi ông gặp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu tại Trump Tower ở Manhattan. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng lãnh đạo quyết đoán mà chỉ tổng thống Trump mới có thể mang lại, đối lập hoàn toàn với sự yếu kém của chính quyền Biden Harris. Vì tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump không chỉ nhận ra những gian truân mà Zelensky đã phải đối mặt mà còn thể hiện sự đồng cảm sâu sắc khi ông chào đón báo chí cùng Zelensky. Ông Trump tuyên bố, thật vinh dự khi có tổng thống Ukraine ở đây. Ông ấy đã trải qua vô vàng khó khăn mà gần như chưa có ai trong lịch sử từng trải qua. Chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận và xem những giải pháp nào chúng tôi có thể đưa ra. Zelensky bày tỏ lòng biết ơn vì cuộc gặp này và nhấn mạnh, tôi tin rằng chúng ta có chung quan điểm rằng cuộc chiến ở Ukraine phải kết thúc, Putin không thể thắng và người dân Ukraine phải giành chiến thắng tôi muốn thảo luận với ông về cách chúng ta có thể đạt được chiến thắng đó tổng thống trump nhanh chóng đáp lời với một sự tự tin và sự uy quyền quen thuộc đó là vinh dự của tôi sau đó ông mời báo chí đặt câu hỏi cho thấy sự cởi mở và minh bạch mà ông luôn duy trì trong các cuộc đối thoại quốc tế một phóng viên hỏi tại sao hai người lại quyết định gặp nhau zelensky trả lời rằng điều rất quan trọng là chia sẻ thông tin về các kế hoạch và những bước tiến hành để củng cố ukraine ông cũng thẳng thắn cho biết không ai biết người dân Mỹ sẽ chọn ai làm tổng thống tiếp theo, nên tôi đã quyết định gặp gỡ cả hai ứng viên với tất cả sự tôn trọng. Một phóng viên khá khỏi cựu tổng thống Trump kỳ vọng gì từ cuộc gặp này? Ông Trump trả lời thẳng thắn: nếu ông tái đắc cử, ông sẽ hợp tác với cả hai bên để giải quyết và kết thúc cuộc chiến này. Rõ ràng, tổng thống Trump hiểu rằng cuộc chiến phải chấm dứt và chỉ có ông mới đủ năng lực để thực sự đưa ra các giải pháp quyết đoán. Tổng thống Trump tiếp tục với sự thẳng thắn không lẫn vào đâu được nói rằng cuộc chiến này phải chấm dứt ông ấy đã trải qua địa ngục và đất nước của ông cũng vậy như rất ít quốc gia từng trải qua đó là một tình huống khủng khiếp mà chưa ai từng thấy trước đây tổng thống trump không quên nhắc lại sự ủng hộ của zelensky trong cuộc gọi hoàn hảo từng khiến ông bị luận tội lần đầu zelensky đã xác nhận tổng thống trump không làm gì sai và điều này chỉ củng cố thêm rằng sự lãnh đạo của tổng thống trump đã bị tấn công bởi các thế lực chính trị trong nước đặc biệt là từ chính quyền biden harris Cuối cùng, Trump tự tin rằng nếu ông chiến thắng vào tháng 11, cuộc chiến này sẽ được giải quyết rất nhanh chóng. Đây không phải là lời hứa suông, đó là sự cam kết của một nhà lãnh đạo thực sự. Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump nói với Fox News, cả hai chúng tôi đều muốn kết thúc cuộc chiến này và cả hai đều muốn thấy một thỏa thuận công bằng và nó phải công bằng. Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra vào đúng thời điểm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Tổng thống Trump không chỉ nói về hòa bình ông đang tạo nền tảng cho một giải pháp thực sự, điều mà chính quyền hiện tại của Biden hoàn toàn thất bại trong việc làm. Với phong cách lãnh đạo quyết đoán và khả năng đối mặt trực diện với các vấn đề lớn trên toàn cầu, chỉ có Donald Trump mới có thể đưa nước Mỹ trở lại vị thế mạnh mẽ và đảm bảo hòa bình thực sự cho Ukraine, trong khi Biden-Harris vẫn loay hoay với những chính sách yếu kém và không nhất quán. Tổng thống Trump đã sẵn sàng mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho cả Mỹ và thế giới. Tinh sóc Giám đốc ICE nổi loạn, phơi bày sự thật gây chấn động về Biden-Harris khiến 320 triệu dân Mỹ phẫn nộ tột độ. Kính thưa quý vị thân mến, một báo cáo mới từ ICE đã khẳng định hậu quả tàn khốc từ chính sách biên giới mở thảm họa của chính quyền Biden-Harris. Theo báo cáo từ Phó Giám đốc ICE Patrick Lechleiner gửi cho dân biểu Tony Gonzalez, hơn 662.000 người nhập cư bất hợp pháp có lịch sử tội phạm hiện đang nằm trong danh sách của ICE trên toàn quốc. Điều đáng lo ngại hơn nữa là bộ an ninh nội địa đang theo dõi hơn 425.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị kết án phạm tội, trong khi 226.000 người khác đang chờ xét xử. Tất cả những người này đã được thả vào Mỹ nhờ chính sách thực thi nhập cư lỏng lẻo của chính quyền này. Trong số những con số kinh hoàng đó, hơn 13.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị kết án giết người và hơn 15.000 người khác đã bị kết án hiếp dâm. Những kẻ này không bị giam giữ. Chúng đang tự do lang thang trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ nhờ vào chính sách bắt rồi thả của chính quyền. Phóng viên Bill Meluchin của Fox News đã đưa tin chấn động đầy, giải thích tình hình nghiêm trọng mà người dân Mỹ đang phải đối mặt. ICE đang duy trì một danh sách gọi là không giam giữ, có nghĩa là những người nhập cư bất hợp pháp đã bị Bộ An ninh Nội địa bắt giữ nhưng không còn nằm trong quyền giám sát liên bang. Nói một cách dễ hiểu, những người này là những kẻ nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ và thả ra với ngày hầu tòa được ấn định trong nhiều năm tới, hoặc tệ hơn, những kẻ đã bị tòa án ra lệnh trục xuất nhưng vẫn tiếp tục sống tự do trong biên giới nước Mỹ. Theo lá thư từ giám đốc tạm quyền ICE gửi cho dân biểu Tony Gonzalez, ICE hiện đang theo dõi 425.000 người không phải công dân đã bị kết án phạm tội, trong số đó, hơn 13.000 kẻ bị kết án giết người và đang tự do đi lại khắp nước Mỹ. Thêm vào đó, có 15.811 kẻ bị kết án tấn công tình dục đang tự do trên lãnh thổ Mỹ dưới sự quản lý của chính sách không giam giữ này. Và chưa dừng lại ở đó, những con số kể trên mới chỉ là số lượng tội phạm đã bị kết án. Giám đốc ICE cũng cho biết hiện có gần 1.900 người nhập cư bất hợp pháp với các cáo buộc giết người đang chờ xét xử và 4.250 kẻ bị cáo buộc tấn công tình dục cũng đang tự do trong nước Mỹ. Những con số khổng lồ này cho thấy danh sách không giam giữ đã bùng nổ dưới thời chính quyền Biden, hiện đã lên đến 7,3 triệu và có thể chạm mức 8 triệu vào cuối năm nay. Chỉ tính riêng danh sách này, có hơn 600.000 người không phải công dân đang tự do trong nước Mỹ. Trong số đó, 425.000 đã bị kết án phạm tội và 226.000 đang chờ xét xử. Những tội ác nghiêm trọng nhất chúng tôi đã nhắc đến. Hơn 13.000 kẻ bị kết án giết người, hơn 15.000 kẻ bị kết án hiếp dâm. Đáng kinh ngạc hơn, những con số này thậm chí không tính đến gần 2 triệu kẻ vượt biên mà không bị bắt giữ dưới thời chính quyền Biden. Những kẻ này không hề bị Bộ An ninh Nội địa phát hiện, không bị cảnh sát biên giới bắt giữ và không có bất kỳ hồ sơ nào. Điều đó có nghĩa là những con số kinh hoàng mà chúng tôi vừa liệt kê mới chỉ là những người mà ICE và cảnh sát biên giới đã phát hiện và biết danh tính. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất về sự hỗn loạn tại biên giới gần đây là ở Nantucket. ICE đã tiến hành một chiến dịch kéo dài một tuần chỉ trong 48 giờ, họ bắt giữ hai người nhập cư bất hợp pháp Salvador vì tội hiếp dâm trẻ em, một người Brazil vì tội tấn công tình dục và một người Guatemala trước đây đã bị trục xuất nhưng lại bị bắt lại vì tội tấn công tình dục. Những ví dụ này cho thấy một đại dịch tội phạm nhập cư đang đe dọa các cộng đồng trên toàn quốc. Với chính sách cửa mở của chính quyền Biden Harris, nước Mỹ đang trở thành nơi chứa chấp tội phạm bạo lực. Các cộng đồng đang sống trong sự lo sợ và những công dân tuân thủ pháp luật đang phải gánh chịu hậu quả từ sự bất cẩn tuyệt đối của chính quyền này trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Tổng thống Trump kêu gọi truy tố Pelosi về giao dịch cổ phiếu Visa đầy nghi vấn. Kính thưa quý vị thân mến, cựu tổng thống Donald Trump đã lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi truy tố cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về vụ bê bối liên quan đến giao dịch cổ phiếu Visa đáng ngờ của chồng bà. Ông Trump nhấn mạnh rằng Nancy Pelosi đã lợi dụng vị trí của mình để có được thông tin mật dẫn đến hành vi bán tháo cổ phiếu ngay trước khi công ty thể tín dụng khổng lồ Visa bị Bộ Tư pháp kiện vì vi phạm luật chống độc quyền. Vụ giao dịch cổ phiếu nghi vấn của gia đình Pelosi Vào thứ Ba, một tin tức chấn động tiết lộ rằng bà Pelosi, chồng của bà Nancy, đã bán 2.000 cổ phiếu Visa trị giá hơn 500.000 đô la chỉ một ngày trước khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vụ kiện chống lại công ty này theo đó, Visa bị cáo buộc đã lợi dụng quyền lực độc quyền để đàn áp cạnh tranh, đẩy phí giao dịch lên cao cho các thương gia và mua chuộc các đối thủ tiềm năng. Phát biểu tại Trump Tower, ông Trump đã thẳng thắn lên án hành động của Pelosi, gọi đó là sự thông đồng trắng trợn. Hãy nghĩ mà xem, Nancy Pelosi đã bán một lượng lớn cổ phiếu Visa ngay trước khi có thông báo kiện tụng. Bạn nghĩ đó chỉ là may mắn ư? Ừ, tôi thì không. Theo cựu tổng thống, không thể có chuyện đây chỉ là một sự tình cờ, mà rõ ràng Nancy Pelosi đã nhận thức về vụ kiện từ trước và cố ý đưa ra quyết định bán tháo cổ phiếu để trục lợi. Cực kỳ bức xúc, ông Trump tiếp tục kêu gọi truy tố cựu chủ tịch Hạ viện. Bà ta đã biết trước về vụ kiện này và sử dụng thông tin mật để cảnh báo chồng mình. Điều đó là vi phạm pháp luật và bà phải bị truy tố. Ông khẳng định hành vi này là một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu minh bạch và tham nhũng trong tầng lớp lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cả hai phe trong Quốc hội. Tháng 7 vừa qua, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đề xuất một dự luật mới nhằm cấm các thành viên Quốc hội cùng vợ chồng và con cái của họ giao dịch cổ phiếu cá nhân. Tuy nhiên, Trump chỉ ra rằng luật hiện hành vẫn còn quá lỏng lẻo, dễ bị lách qua các kẻ hở Ông kêu gọi phải có những biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ người dân và ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực của các nhà lãnh đạo như Pelosi. Với lời kêu gọi đầy sức mạnh và sự kiên quyết của mình, ông Trump không chỉ nhắm vào việc truy tố Pelosi mà còn lên án toàn bộ hệ thống mà ông cho rằng đã quá mục nát và tham nhũng. Chúng ta không thể để những người như Nancy Pelosi tiếp tục lộng quyền, họ cần phải bị buộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông tuyên bố đồng thời kêu gọi người dân hãy đứng lên và yêu cầu công lý. Tổng thống Trump không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi truy tố Pelosi, ông còn thúc giục cử tri toàn quốc hành động mạnh mẽ bằng cách sử dụng lá phiếu của mình. Chúng ta cần một hệ thống chính trị trong sạch và công bằng, và điều đó bắt đầu bằng việc các cử tri hành động ngay tại phòng phiếu, đã đến lúc phải nói không với tham nhũng và bảo vệ đất nước chúng ta. Tướng quân đội mũ nồi xanh cảnh báo cực sốc máy bay phản lực riêng của Tổng thống Trump sẽ bị bắn hạ trong cuộc tấn công khủng bố. Kính thưa quý vị thân mến, các thông tin gần đây trên mạng xã hội ít lan truyền gây sốc với tuyên bố rằng chính tên lửa đất đối không đã xâm nhập vào Hoa Kỳ qua biên giới New Mexico. Một nguồn tin nội bộ cho biết rằng những tên lửa này có thể là một phần của kế hoạch ám sát nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Tiến sĩ Peter Chamber, cựu trung tá lục quân và lính mũi nồi xanh, đã công bố câu chuyện đầy chấn động này sau khi nhận được thông tin từ hai nguồn tin mật họ khẳng định rằng những tên lửa nguy hiểm misaba nguồn gốc từ ba tư đã bị buôn lậu vào hoa kỳ chamber thậm chí cho biết dù những tên lửa này có liên quan tới iran vẫn chưa có bằng chứng xác định sự tham gia trực tiếp của nước này ông nghi ngờ rằng những kẻ khủng bố trong vụ việc có thể là ba nhóm không phải người ba tư đã xâm nhập vào hoa kỳ Đáng sợ hơn, nguồn tin đã tiết lộ rằng mục tiêu của vụ tấn công này chính là máy bay phản lực riêng của cựu tổng thống Donald Trump. Chamber nhấn mạnh rằng hệ thống tên lửa vắt vai như MiSaBa thường được sử dụng để bắn hạ các máy bay bay thấp và chậm, chẳng hạn như khi máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh. Nghi ngờ sự tham gia của băng đảng Sinaloa và nội gián, Chamber không chỉ ra cụ thể ai có thể đã giúp vụ việc này xảy ra nhưng ông nghi ngờ có thể có sự dính líu của các băng đảng buôn lậu Sinaloa. Những kẻ kiểm soát phần lớn hoạt động buôn lậu qua biên giới, rất có thể ai đó từ bên trong đã tham gia để giúp tên lửa vượt qua biên giới. Chamber đặt nghi vấn, khiến tình hình càng trở nên đáng lo ngại. Thông tin về mối đe dọa này đã được báo cáo tới các cơ quan chức năng và cựu tổng thống Trump. Theo Chamber, Trump là đã nắm rõ mối đe dọa và đang cố gắng xử lý tình hình, hoặc có thể ông đang bị dẫn dụ vào một âm mưu nguy hiểm Cựu Trung tá Chamber nhấn mạnh rằng, mục tiêu của ông là ngăn chặn một cuộc chiến tranh không cần thiết và bảo đảm an toàn cho cựu Tổng thống cũng như quốc gia. Chamber cam kết sẽ tiếp tục giữ liên lạc với cơ quan mật vụ và các cơ quan chính phủ khác để cập nhật tình hình. Trong bối cảnh này, an ninh quốc gia đang được đẩy lên mức báo động cao, khi nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh nguy hiểm trình rập và những thách thức chưa từng có đối với an ninh quốc gia, cựu tổng thống donald trump và đất nước chúng ta đang cần sự đoàn kết từ tất cả công dân yêu nước hãy cùng nhau dành một khoảnh khắc để cầu nguyện cho sự an toàn của ông và sự bình an cho toàn thể nước mỹ nhưng không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện mỗi cử tri đều có quyền và trách nhiệm hành động bằng chính lá phiếu của mình hãy đến các điểm bỏ phiếu hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe và hãy chọn lựa người lãnh đạo có thể bảo vệ tương lai của quốc gia đất nước đang cần sự tham gia của tất cả chúng ta từ trái tim đến hành động. Mỹ treo thưởng 20 triệu đô la cho manh mối bắt giữ người Iran âm mưu ám sát John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump. Thưa quý vị thân mến, ngày 28 tháng 9 vừa rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gây chấn động dư luận khi công bố phần thưởng khổng lồ lên tới 20 triệu đô la cho bất kỳ ai cung cấp thông tin bắt giữ Sa'ram Bousafi, 45 tuổi một thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, quân đoàn Ash bị cáo buộc âm mưu dàn xếp một vụ ám sát cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton để trả thù cho cái chết của tướng Wassem Soleimani, người bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Hoa Kỳ vào năm 2020. Theo các tài liệu từ Bộ Tư pháp, Basri đã liên hệ với các phần tử tội phạm trong nước, đề nghị trả 300.000 đô la để thuê người ám sát John Bolton tại Washington hoặc Maryland. Wasafi không chỉ dừng lại ở một mục tiêu duy nhất, mà còn tiết lộ với những kẻ ám sát tiềm năng rằng họ sẽ nhận thêm một nhiệm vụ ám sát thứ hai sau khi hoàn thành vụ Bolton. Điều này cho thấy quy mô của âm mưu đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và cực kỳ nguy hiểm. Âm mưu tàn độc này suốt nữa đã diễn ra nếu không có sự can thiệp khéo léo của các nhà điều tra Hoa Kỳ. Một trong những kẻ ám sát tiềm năng đã hợp tác với chính phủ trở thành nguồn tin mật và giúp lật tẩy âm mưu kinh hoàng này. Busafi thậm chí đã chỉ đạo người cung cấp thông tin mở tài khoản tiền điện tử để thực hiện các khoản thanh toán bí mật và yêu cầu một video làm bằng chứng sau vụ ám sát diễn ra. Trong khi đó, Iran chính thức phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến âm mưu ám sát. Tuy nhiên, thông tin tình báo cho thấy những mối đe dọa nhắm vào các quan chức cao cấp của Mỹ, trong đó có cả cựu tổng thống Donald Trump, đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Các báo cáo mới nhất từ chiến dịch tranh cử của Trump đã xác nhận rằng ông đã nhận được thông tin cụ thể về những nguy cơ thực tế và có sự phối hợp từ Iran nhằm vào tính mạng của mình. Cựu tổng thống Trump đã may mắn thoát chết trong một vụ ám sát ở Butler, Pennsylvania vào tháng 7 khi viên đạn bắn sượt qua tay ông. Sĩ quan mật vụ đã kịp thời hạ gục tay súng, cứu Trump khỏi một tình huống có thể dẫn đến bi kịch. Chưa dừng lại ở đó, một vụ ám sát khác đã bị ngăn chặn tại câu lạc bộ chơi golf của Trump ở Florida vào ngày 15 tháng 9. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Ryan Quistlerus, một người đàn ông 58 tuổi từ Hawaii, khi ông này đang chuẩn bị thực hiện âm mưu của mình. Những tình tiết mới đầy chấn động này khiến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran leo thang đến mức khó lường, với việc Iran tiếp tục phủ nhận, còn chính quyền Tổng thống Trump nhận được ngày càng nhiều báo cáo về những mối đe dọa cụ thể tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Mỹ hiện đang treo phần thưởng lớn để truy bắt Busafi, quyết tâm ngăn chặn mọi âm mưu ám sát nhắm vào các quan chức cao cấp của họ. Trong bối cảnh các mối đe dọa đang gia tăng, chúng ta cần đoàn kết và ủng hộ cựu tổng thống Trump bằng cách hành động. Những âm mưu đen tối này không chỉ nhắm vào các cá nhân ông, mà còn nhằm vào tương lai và nền dân chủ của nước Mỹ. Đây là thời điểm để chúng ta đứng về phía công lý, bảo vệ những giá trị mà tổng thống Trump đã chiến đấu để bảo vệ hãy cùng nhau gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Chúng ta không chấp nhận sự đe dọa và sẽ hành động bằng lá phiếu của mình để bảo vệ đất nước. Cảnh báo Sở Cảnh sát Minneapolis nhậm chức cảnh sát không phải công dân đầu tiên, một quyết định đầy nguy hiểm. Thưa quý vị thân mến, Sở Cảnh sát Minneapolis vừa gây chấn động khi tuyên thệ cho sĩ quan không phải công dân đầu tiên, Leslie Vera cùng với Adra Mohamed, nữ sĩ quan người Somali đầu tiên, đây là một bước đi gây tranh cãi, cho thấy một sự thay đổi đáng lo ngại trong kích thức quản lý lực lượng cảnh sát của thành phố. Leslie Vera, người gốc Mexico, đã sống tại Hoa Kỳ từ năm 4 tuổi và coi Minneapolis là nhà của mình, mặc dù chưa bao giờ trở thành công dân Mỹ. Cảnh sát trưởng MPD Brian O'Hara đã viện dẫn một thay đổi trong luật cho phép thường trú nhân không phải công dân gia nhập lực lượng cảnh sát. Có thể có những người đặt câu hỏi về điều đó, nhưng điều đó hoàn toàn vô lý, Ông Ohaira tuyên bố cho thấy ông dường như không hiểu sâu sắc về tác động của quyết định này. Việc cho phép những người không phải công dân làm cảnh sát không chỉ là một quyết định gây sốc, mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về lòng trung thành và trách nhiệm của những người thực thi pháp luật. Quyền công dân biểu thị sự cam kết đối với đất nước, một đặc điểm thiết yếu đối với những người được giao phó trách nhiệm bảo vệ và thực thi luật pháp. Hệ thống cảnh sát nên được giữ vững bởi những cá nhân đã chứng minh lòng trung thành của mình qua quá trình nhập tịch những người không phải công dân, dù là thường trú nhân hay không, có thể thiếu sự hiểu biết và giá trị tương tự như những công dân mà họ phục vụ. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho lòng tin của cộng đồng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của lực lượng thực thi pháp luật. Quyết định của Sở Cảnh sát Minneapolis cho thấy sự chăm chước nghiêm trọng trong việc đảm bảo an ninh công cộng và cần được xem xét lại ngay lập tức. Lịch sử của đất nước này không phải là một lý do để biện minh cho việc cho phép những người không phải công dân đảm nhiệm vai trò cảnh sát, mà là một lời nhắc nhở về sự cần thiết bảo vệ các giá trị và nền văn hóa của chúng ta. Điều này không chỉ là về an ninh, đó còn là về tương lai của đất nước và cộng đồng mà chúng ta đang sống. Joe Biden, Kamala Harris bụng rũng tay chân khi 235 tướng lãnh đô đốc quân đội bất ngờ trao cho Tổng thống Trump thứ này ngay sau cuộc gặp với Zelensky quân đội để nhận ra ai mới là tổng tư lệnh đích thực. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Joe Biden và các cộng sự đã bày tỏ sự hoài nghi về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong khi đó, ứng viên mạnh mẽ và quyết đoán của cựu Tổng thống Donald Trump đã làm nổi bật sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhà lãnh đạo, khiến quân đội nhận ra ai mới thực sự là tổng tư lệnh có tầm nhìn. Vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, Zelensky đã gặp Biden tại Tòa Bạch Ốc, trình bày kế hoạch của mình nhằm lôi kéo sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ phương Tây. Thông tin chi tiết về kế hoạch vẫn chưa được công khai, nhưng nguồn tin từ Politico cho biết cả Biden và các đồng minh của ông đều tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của nó. Họ đã đặt ra câu hỏi về việc Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn ở Donetsk. Điều này cho thấy sự thiếu quyết đoán trong cách tiếp cận của Biden và các đồng minh, một điều hoàn toàn không phù hợp trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, cựu tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự kiên định và rõ ràng trong quan điểm của mình. Hôm 27 tháng 9, tổng thống Trump đã gặp Zelensky tại tòa tháp Trump ở New York, nơi ông lắng nghe kế hoạch hòa bình của Zelensky. Sau cuộc gặp, tổng thống Trump tuyên bố: "Tôi vẫn không thay đổi quan điểm, cần chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt." Đây là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy Tổng thống Trump không chỉ tập trung vào hòa bình mà còn thể hiện khả năng lãnh đạo vững vàng. Cựu tổng thống Trump nhấn mạnh, cả hai ông đều muốn thấy một thỏa thuận công bằng, điều mà hiện tại Biden dường như không thể đảm bảo, trong khi Zelensky từ chối đàm phán với Nga, tổng thống Trump lại đưa ra một cái nhìn thực tế hơn về cách giải quyết xung đột. Tình hình hiện tại đang đặt ra những câu hỏi lớn về khả năng lãnh đạo của Biden và sự hiệu quả trong chiến lược của ông, khiến quân đội nhận ra rằng họ cần một tổng tư lệnh mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong thời điểm khó khăn này. Ngay sau khi cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thống Trump đã có hàng loạt tướng lãnh cấp cao trong quân đưa ra tuyên bố ủng hộ Tổng thống Trump trong một bức thư. Bức thư ký tên bởi 235 nhà lãnh đạo quân đội bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ khi đất nước chúng ta được thành lập đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự tín nhiệm cao đối với Tổng thống Trump giữa lúc đất nước đang đối mặt với nhiều thử thách nghiêm trọng. Các tướng lĩnh quân đội và không quân cùng với những đô đốc hải quân nằm trong số những người đã ký vào bức thư, được phát hành bởi chiến dịch Tổng thống Trump hôm thứ Hai 28 tháng 9. Họ không chỉ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump mà còn cảnh báo về những mối nguy hiểm đang đe dọa đất nước, cho rằng Tổng thống Trump là người duy nhất có khả năng đối phó hiệu quả với những thách thức này bức thư nêu rõ với tư cách là những nhà lãnh đạo cấp cao của quân đội hoa kỳ chúng ta đã tuyên thệ bảo vệ hoa kỳ khỏi mọi kẻ thù từ nước ngoài và trong nước hiện tại đất nước chúng ta đang phải đương đầu với kẻ thù trong và ngoài nước cũng như đại dịch thế kỷ họ khẳng định rằng donald trump là nhà lãnh đạo đã được thử thách và chứng minh khả năng dẫn dắt đất nước vượt qua những nguy hiểm này các nhà lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu nhấn mạnh rằng, sự chấp nhận ngày càng tăng của hệ tư tưởng cánh tả cực đoan chính là một trong những nguy cơ lớn nhất. Họ cũng chỉ trích các quan điểm của Đảng dân chủ liên quan đến an ninh biên giới, thỏa thuận hạt nhân Iran và chính sách đối ngoại, cho rằng chúng đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đặc biệt, bức thư chỉ ra rằng dưới thời chính quyền Obama-Biden, ngân sách quân sự đã bị cắt giảm, làm suy yếu sức mạnh quân sự của quốc gia. Trong khi đó, dưới thời Tổng thống Trump, ông ấy đã mang đến một làn sóng tích cực cho quân đội và cựu chiến binh. Sau nhiều năm bị chính quyền Obama và giờ đây là Biden Harris bỏ rơi, các thành viên phục vụ và cựu binh của chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy một người ủng hộ mạnh mẽ nơi Tổng thống Trump. Chỉ trong 4 năm tại nhiệm ngắn ngủi, chính quyền Trump đã xây dựng lại quân đội, đại tu hoàn toàn bộ cựu chiến binh và đưa ra các sáng kiến đột phá để hỗ trợ các gia đình quân nhân và ngăn chặn việc cựu binh tự sát. Trong khi đó, hồ sơ của Joe Biden và Kamala Harris về quân đội và cựu chiến binh lại bị đánh giá là một thất bại. Các giảm ngân sách, các quyết định giới sách đối ngoại thất bại và không thể cung cấp cho các anh hùng của tổ quốc chúng ta dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng mà họ xứng đáng được hưởng. Bức thư được đưa ra ngay sau khi cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thống Trump mới đây. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cựu lãnh đạo quân đội không chỉ khẳng định vị thế của Trump, mà còn chỉ ra rằng ông là lựa chọn duy nhất để đưa nước Mỹ vượt qua thời điểm khó khăn này. Giờ đây, một lần nữa, nhân dân cần phải xem xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định sáng suốt cho tương lai đất nước. Cảnh báo chấn động Tình báo Mỹ cảnh báo kịch bản Nga có thể tấn công căn cứ quân sự Mỹ và đồng minh. Thưa quý vị thân mến, trong một báo cáo gây chấn động, tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga không chỉ có thể gây ra sự đáp trả mạnh mẽ từ Moscow, mà còn dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho quân đội Mỹ và các đồng minh. Theo tờ New York Times, khả năng Nga sẽ tấn công không chỉ nhằm vào Ukraine, mà còn hướng tới các căn cứ quân sự của Mỹ và các đồng minh ở châu Âu. Cụ thể, báo cáo chỉ ra rằng Anh, Pháp và Mỹ, những quốc gia sở hữu vũ khí tầm xa, đang trở thành tâm điểm trong kế hoạch tấn công của Ukraine và các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tình báo Mỹ đã chỉ ra rằng số lượng tên lửa tầm xa mà Ukraine hiện có là rất hạn chế và không rõ các đồng minh có thể hỗ trợ thêm bao nhiêu. Mức độ hiệu quả của một cuộc tấn công vào Nga đang bị nghi ngờ và báo cáo cũng nhấn mạnh rằng quyết định cho phép Ukraine tấn công sẽ mang theo rủi ro nghiêm trọng. Quyết định cuối cùng hiện đang nằm trong tay Tổng thống Biden, người đang phải đối mặt với áp lực từ Ukraine để đưa ra hành động. Hôm 26 tháng 9, Biden đã gặp Tổng thống Ukraine. Volodymyr Zelensky tại Tòa Bạch Ốc, nơi Zelensky trình bày một kế hoạch chiến thắng đầy tham vọng nhưng chưa công khai chi tiết. Tình báo Mỹ cho rằng Nga có nhiều cách để trả đũa Washington và phương Tây, từ việc gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của NATO tại châu Âu đến những đoạn tấn công chết người nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh. Đáng lưu ý, Nga có thể tiến hành các hoạt động đáp trả trong bí mật nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Nga có thể hạ ngữ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa phương Tây. Các cố vấn của Biden đã chỉ ra rằng không thể xem nhẹ những lời cảnh báo này, bởi vì có thể Nga sẽ không ngừng ngại đáp trả bằng vũ lực vào các lợi ích của Mỹ. Hiện tại, Tòa Bạch Ốc vẫn chưa đưa ra bình luận về đánh giá này của tình báo Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cũng cảnh báo rằng Nga sẽ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược nếu Ukraine có thể phóng tên lửa tầm xa và các khoa đạn, sân bay hoặc cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Ngay sau đợt tấn công đầu tiên, Moscow sẽ di dời kho vũ khí và trung tâm chỉ huy ra khỏi tầm bắn của tên lửa. Mặc dù Mỹ sở hữu nhiều loại tên lửa hiện đại với tầm bắn lên tới 1.000 km, nhưng những vũ khí này lại không được xem xét để cung cấp cho Ukraine. Thực trạng này đang khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đặt ra câu hỏi lớn về khả năng lãnh đạo và quyết sách của Tổng thống Biden trong bối cảnh cuộc xung đột này. Sự thiếu quyết đoán của Biden có thể sẽ khiến nước Mỹ phải đối mặt với những hậu quả khó lường trong tương lai, trong khi sự kiên quyết của Trump trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia cần được xem xét lại một cách nghiêm túc. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, xin hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.